Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì cơ sở xin trình bày về một chiếc phương lười trên chất liệu là gỗ gõ đỏ mà cơ sở mới sản xuất xong. Như cô bác anh chị cũng thấy thì đây là một chiếc mà cơ sở bên em đục chạm rất kỹ, kết hợp với những cái bộ chân rất là to và một cái bộ mặt ván liền rất là rộng. Nói chung thì cái bộ phương lười này, khi mà cái suy nghĩ trong đầu của em khi mà làm cái sản phẩm này thì em muốn làm một cái gì đấy nó lạ một xíu, mọi thứ nó hơn một xíu, nhưng mà làm ra thì tất nhiên là cái giá nó cũng sẽ cao hơn. Và hôm nay thì cơ sở bên em đã chính thức hoàn thiện, và hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết với cô bác anh chị với chiếc phương lười này với giá hoàn thiện là 29 triệu ở thời điểm hiện tại. Trước hết thì cô bác anh chị đang xem ở đây là em đang làm một cái phần chân nó rất là dày. Có thể nói rằng đây là một cái chi tiết ảnh hưởng rất nhiều đến cái tính gọi là bền và chắc chắn. Trước hết thì các anh chị thấy là phương lười thông thường là chúng ta sẽ làm là chân 12 nha. Nhưng mà ở đây thì cơ sở bên em làm là chân 15 với cái mục đích chính không đâu hết, đó là tăng cường cái độ cứng. Và cái chân này thì em cũng trực tiếp em lọng luôn để em lấy được một cái bông hồng ở đây đó, và em lấy được một cái phần chân mà như các anh chị thấy là những cái chi tiết hoa lá được anh em thợ đục rất là kỹ nhá. Đó, mà như các anh chị thấy ở đây là hoàn toàn các chi tiết này là đục tay, cho nên là giá trị rất cao, rất là đẹp. Dạ rồi, tới phần diềm hay chúng ta gọi là bộ dạ nhá. Bộ này là cơ sở làm dày 4 phân. Và các anh chị cùng xem những cái họa tiết hoa lá tây ở đây thì cơ sở cho các anh em thợ đục rất là kỹ. Cái chi tiết này là chi tiết đục máy CNC, cơ sở cho anh em đục cái nền nó sâu, cho nên anh chị thấy cái nét nó rất là sắc, độ chi tiết của nó là cao hơn rất nhiều. Dạ vâng, sơ qua đó là phần chân, đảm bảo độ cứng cáp cho cô bác anh chị yên tâm. Đó. Dạ rồi, tiếp theo đến cái mặt. Ở đây chúng ta có một tấm mặt liền, nguyên tấm dày 3 phân. Với những cái bộ phương lười thông thường thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có, thông thường sẽ là những bộ mặt nen hoặc là khung tranh. Còn với mặt liền thì sẽ là hàng VIP nha cô bác anh chị nhá. Nó VIP ở một chỗ là chúng ta phải sử dụng trên một cây gỗ to, cho nên là nó đắt. Dạ rồi, tấm mặt này thì như các anh chị đang thấy ở đây là chúng ta còn 70. Cái mặt còn 70. Và thực tế thì cái mặt này nó có tổng thể chiều rộng là 75. Và chiều dài của mặt ở đây, chúng ta đo mỗi mặt không thôi, thì nó đang là 1m97 nhá. Còn 75 thì đây, mời anh chị về đầu trong này nhá. Em đo cho các anh chị thấy được là nó trực tiếp luôn, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái thiết kế của nó luôn. Dạ đây này, đây là một cái tấm mặt liền này, các anh chị nhìn mặt dưới giúp em này. Nó 75, gần 76, 75,7. Đã rồi, 3 phân liền hoàn toàn không ghép nha cô bác anh chị nhá. Mặt liền hoàn toàn không ghép luôn. Đã rồi, với cái tấm mặt này thì chắc chắn là cái giá trị của nó cao và độ bền của nó rất là cao. Và cơ sở bên em thiết kế là có một cái gối chân, một cái gối đầu. Và trên cái gối này có một cái chi tiết mà nếu anh chị tinh ý thì anh chị sẽ thấy là có những cây nan này. Nó có cái màu sắc nó hơi đậm hơn một xíu so với những chi tiết còn lại, là bởi vì cơ sở bên em dùng những cái nan này là nan gõ Lào luôn. Cái này là do anh em thợ hôm vừa rồi làm, là mấy bác thợ bảo là có dư mấy cái phách gõ Lào đẹp quá không biết làm cái gì, bảo thôi cho vào đây để cho nó tăng cường thêm cái gọi là cái điểm nhấn. Mai mốt chúng ta nhìn cái sản phẩm nó xuống màu, những cái điểm mà gõ Lào này nó rất là nổi luôn, rất là đẹp. Và những cái này nhá, không phải là dễ để có đâu cô bác anh chị ạ, hơi bị tốn tiền luôn. Dạ rồi, tiếp theo đến một cái đẹp nhất của bộ phương lười này, đó là tấm vách tựa. Trước hết thì các anh chị đang xem ở đây, đó là một tấm vách tựa đục hoa hồng, hoa lá tây. Và cơ sở bên em cũng xin khẳng định luôn, đó là cái mẫu này là hoàn toàn là chưa có trên thị trường. Bởi vì cái mẫu này là do cái ý tưởng mà em thiết kế ra, lấy ý tưởng từ bộ Louis Hoàng gia đưa lên đây.
Chứ trước giờ chưa có một cái bộ phương lười nào đục chạm như thế này cả đâu cô bác anh chị nhá. Ở đây chúng ta có một cái tấm vách có tổng chiều cao là 43 phân và độ dày là 5 phân, tấm vách liền. Và độ đục chạm ấy thì em cho anh em thợ đục hai mặt. Mặt trước là đục kênh bong, còn mặt sau thì đục tỉa. Mặt sau thì nó chỉ có vậy thôi, chứ mặt sau mà đục kênh bong nữa là nó hết hết phôi nhá. Dạ rồi, đi vào chi tiết với cái bộ phôi này. Thì các anh chị cùng đang xem ở đây, đó là chi tiết bông hồng ở trung tâm. Độ đục rất là đẹp, các anh chị nhìn thấy những cái đường nét nó rất là sắc, chi tiết hoàn hảo luôn. Và độ kênh bong các anh chị xem, độ kênh bong của nó rất là tuyệt vời nhá. Đây là những cái đường nét hoa lá là các anh chị nhìn, nó nổi lên hoàn toàn so với những cái chi tiết còn lại. Đó, bằng chứng là các anh chị có thể xem đây, những cái chi tiết nó nổi rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cảm giác như là chúng ta có thể gác cả cái điện thoại lên đây được luôn đấy, tuyệt vời. Và những cái chi tiết này thì anh em thợ đục hôm vừa rồi cơ sở có giao cho một bác đục, là bác cái chỉ có chú tâm và bác đục cái này thôi. Đó, bác chú tâm một người thợ duy nhất đục từ đầu tới cuối, mà tấm này thì hết đi hơn một tuần. Đó, bác cái gia công liên tục hơn một tuần không nghỉ nhá, làm đều luôn. Và bác thợ cũng chia sẻ rất là thật luôn, đó là khi mà đã làm vào những cái chi tiết này thì cần phải tập trung hết sức. Bởi vì những cái sản phẩm đục chạm tay ấy, cô bác anh chị ạ, nó không giống đục máy đâu. Khi mà chúng ta đục ấy, cần phải có sự tập trung cao độ và phải truyền được cái cảm hứng vào đấy. Cho nên những cái nét đục như này rất là đắt, tấm này rất là giá trị. Và trên cái bộ này thì cơ sở bên em hoàn thiện là 29 triệu. Cô bác anh chị cùng xem, cùng đánh giá này, và nếu được thì có thể cùng bình luận giúp cho cơ sở bên em. Giá cả thì nó sẽ đi vào với cái tiêu chuẩn, đi vào cái chất lượng của sản phẩm. Thì các anh chị cùng đánh giá xem liệu là nó ổn định chưa. Còn cái tấm phương lười này thì em sẽ định sẵn nó luôn. Nó là hàng cao cấp, chứ nó không phải là hàng tầm trung, cho nên là cái giá của nó cũng có phần nhỉnh hơn. Và ở đây thì cơ sở bên em sản xuất là 2 chiếc trên một lô nhá. Chiếc này là chiếc đầu tiên, còn một chiếc nữa phía bên trong này. Cô ba anh chị cùng xem ở phía bên đây. Cơ sở bên em thì làm rất nhiều món bàn ghế giường tủ, nói chung thì rất là nhiều. Và phương lười lô này thì em ra một cặp, cụ thể là 2 cái. Thì còn một cái nữa, một tấm vách nữa, nhưng mà bác thợ đục kêu là thôi cũng hơi mệt, thì cũng để cho bác nghỉ mấy hôm để làm lốt thì em sẽ đưa vào đây sau. Vâng, và Mộc Đam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại.